cái này là hồng siêu nụ. Thì cái giá năm nay á, thì cây hồng này nó hơi cao hơn chút đỉnh, tại vì năm nay dịch bệnh á, rồi cái người dân làm ít lại, cho nên là cái nguồn cung nó không đủ. Khan hàng, giảm lượng sản xuất là tình hình chung của các nhà vườn. Theo Phòng Kinh tế thành phố Sa Đéc, năm nay nơi đây giảm diện tích hoa Tết khoảng 40-50% so với năm rồi, với chừng 60 hecta. Giảm sản xuất, bà con tích cực tập trung nâng cao chất lượng cho nguồn hàng hoặc chuyển hướng các loại kiện khác. Số lượng hoa thì giảm, nhưng cái diện tích trồng hoa thì không giảm. Tôi đã tìm những cái giống loại kiện trái mới để mà bù vào đó. Hợp tác xã thì tập trung trồng nhiều những cái loại hoa Tết, nó tương đối nó cũng mới, nhất là cái thu hoa đường này thì nó mới có năm nay ở Sa Đéc này. Còn những cái loại như mà cúc mini á, hoặc là mà cát tường hay là cúc đồng tiền thì nó cũng đa chủng loại, nó cũng màu sắc nó cũng nhiều hơn so với mỗi năm. Thêm vào đó, nông dân làng hoa còn mở rộng thị trường buôn bán online hoặc có đội ngũ livestream bán hàng chuyên nghiệp. Ngành chuyên môn chúng tôi cũng mở kết hợp với sở nông nghiệp, các ngành chuyên môn mở lớp tập huấn, sở công thương tập huấn về các cái tiêu thụ, thứ nhất là qua các kênh như kênh của trang kênh của trung ương, rồi qua các Zalo, rồi qua các cái trang cá nhân của các cái nhà vườn, người ta thực hiện. Chưa bao giờ người trồng hoa ở miền Tây đối mặt với nhiều thử thách như năm vừa qua, nhưng càng khó bà con càng tâm quyết với sản phẩm của mình. Cũng nhờ đó mà ít khi nào mùa Tết cổ truyền mang đến nhiều phấn khởi như xuân này. Như cái vườn hoa của tôi thì lạc quan hơn mọi năm, giá cả tăng hơn được từ 10-20%. Đời sống thì mình thấy khả quan để mình sống.